chúng ta sẽ demo một cái đoạn code liên quan đến cái frame, cái reframe ha. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái reframe. Reframe ở đây chúng ta ghi là demo crash. Ồ, thầy tạo nhầm rồi. Xóa đi. New reframe. Demo thread. Trong này thầy sẽ tạo một button và cho cái size của nó lớn lên tí xíu để cho dễ nhìn. Đó. Đặt tên btn show năm và ok, và có thể mình sẽ không cần set test cho nó, bởi vì tí nữa khi mà mình click chuột vô thì nó sẽ lấy dữ liệu từ bên trong nó load cho mình, cho nên mình cũng không cần. Và bây giờ mình sẽ làm gì? Thứ nhất, các bạn chú ý nè, ở phía dưới các bạn sẽ chú ý cái thầy làm từng phần một. Thầy new cái reframe thì các bạn cũng new reframe, thầy new class các bạn cũng new class. Chứ các bạn nhìn bài bên cạnh các bạn gõ lại không gõ nổi đâu. Có những cái nó tự tạo mà mình gõ không được đâu. Ở đây là cái lớp demo track của mình, nó đã extend từ reframe rồi. Và mình có extend được nữa không? Nếu như mà mình muốn mở rộng được nữa, mình kế thừa được nữa không? Không. Mình phải implement cái runnable. Và khi bạn implement runnable thì nó yêu cầu bạn phải viết lại phương thức, và nó đưa cái phương thức xuống dưới cùng. Bây giờ trong phần này các bạn sẽ chuyển nó ra. Ở chỗ này các bạn chú ý nè, mình viết ở trong cái run này nè, trước tiên mình khai báo một cái count bằng 0 và btn t1.setTest. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái in count bằng 0 viết ở bên ngoài. Và bên trong này chúng ta sử dụng một vòng lặp while. Lặp đến khi nào? Chúng ta sẽ sử dụng lệnh try. Tại vì mình biết trước là nó sẽ có yêu cầu, hoặc là các bạn viết cái red trước. Red.sleep 1000 chẳng hạn, thì nó sẽ báo lỗi và các bạn sẽ sử dụng try catch. Đấy. Như vậy mình tận dụng cái nó báo lỗi để mình insert try catch cũng được. Ở chỗ này mình sẽ bỏ cái này đi. Và nếu như bị sai thì mình sử dụng lệnh break. Ngoài cái slip này mình sẽ làm gì? Mình lấy btn show number chấm set test. Set cái gì ở đây? Set cái con số mà đếm á. Nếu như chỗ này bạn set count thì nó sẽ báo lỗi. Biết lỗi này không? Tại vì count này sao? Số. Mà nó yêu cầu set gì? Chuỗi. Thì mình sẽ cộng một cái chuỗi rỗng thì tự động nó ép qua chuỗi. Số cộng với một cái chuỗi rỗng thì tự nó ép qua chuỗi. Và sau khi nghỉ thì chúng ta sẽ tăng, tăng cái này lên, tăng cao lên.
Rồi ở ngay cái nút mình sẽ làm gì? Ở ngay cái nút này mình sẽ làm gì? Mình sẽ có một cái thread T bằng new thread. Và chỗ này nó sẽ yêu cầu bạn đưa, chú ý chỗ này nhé, t.stack. Chạy nè, nhìn nha. Mình viết bình thường thread t new thread giống như lúc nãy không? Giống. T.stack. Bấm vô đây. Ủa sao nó không làm gì hết vậy? Bấm rồi mà. Tại vì cái thread này nó không biết sẽ thực hiện ở đâu. Cho nên bạn đưa cái list, tức là chính trên cái frame này. Được chưa? Chính trên cái frame này thì nó sẽ bắt đầu nó chạy. Mỗi lần nó chạy 1 giây, cách nhau 1 giây. Và trong đề người ta yêu cầu là khi nhấn nút thì BTN này set enable font. Vậy chỗ này chúng ta viết thêm một lệnh nữa, BTN show number set enable font. Chậm quá thì chúng ta sẽ set cái time này lớn lên. Rồi số chúng ta chạy liên tục. Ví dụ ở đây các bạn thêm một sự kiện vô. Các bạn để cái rebutton ở trên này. Ở dưới này các bạn có một cái sự kiện, các bạn để một cái text field. Mình cũng cho cái text field này nó lớn lớn tí cho nó tương xứng ha. Tại vì cái font bên kia mình cho lớn quá. Và mình ra cái pattern. Pattern này mình cũng cho nó. Ok. Trên test, ví dụ như là mình chọn là show, ví dụ vậy. Chỗ này mình sẽ change label cho nó là txt name chẳng hạn. BTN show. Rồi trong BTN này chúng ta sẽ reoption pen.show message. Ở trong này thầy sẽ lấy tt name.get test. Ví dụ như là mình show test này lên. Thầy ví dụ cái này để làm gì? Để là khi mình chạy đối tượng. Ví dụ như bình thường ở đây mình gõ vô tên Bình, show lên. Ok. Mình nhấn nút cho nó chạy thì nó chạy là chuyện của nó. Còn mình thao tác bên này thì là chuyện của mình. Show. Không ảnh hưởng gì hết. Bên kia nó vẫn chạy. Bên này mình vẫn cứ thao tác. Không ảnh hưởng gì nhau cả. Đó. Được chưa? Như vậy là chúng ta đang chạy ra hai tiến trình đang chạy cùng lúc. Hai tiến trình các bạn. Ở đâu mà hai? Một là tiến trình này, là cái frame này. Hai là con số này đang tăng nè. Thì ít nhất trong cái ứng dụng của mình có hai tiến trình đang chạy. Chứ không phải trong máy nha.
ít nhất là trong ứng dụng của mình. Đấy là thầy demo cho các bạn sử dụng các cái kế thừa từ frame. Bây giờ sẽ thêm một cái bài nữa. Có kịp chỗ này không? Không kịp thì dừng.